Có một cách rất đơn giản để trị táo bón, không phải ai cũng biết. Táo bón làm cho mọi người rất là buồn lòng. Có nhiều người đi vào trong nhà vệ sinh đến cả tiếng đồng hồ cũng không thể nào đi được vệ sinh. Thì chỉ cần một huyệt thôi, đây một huyệt ở trên tay, đấy là huyệt truy câu. Huyệt truy câu thì cách tìm huyệt truy câu rất đơn giản. Đấy là mình đặt bốn ngón tay, từ cổ tay lên hết bốn ngón tay là huyệt truy câu. Thì huyệt truy câu nằm ở giữa hai khe xương này, hai khe xương xương trụ và xương quay này, ở tay, ở trên tay. Thì day vào đấy cảm giác là thấy chướng, thấy tức, thấy căng. Thì đấy là có hiệu quả. Day vào đây từ 5 đến 7 phút trước khi đi vệ sinh, làm đều đặn một thời gian thì táo bón sẽ được giải quyết. Còn một cách nữa, đấy là day huyệt thiên khu. Thiên khu ở bên cạnh rốn, cách rốn 3 ngón tay, tập từ rốn ra 3 ngón tay thì bên cạnh rốn là huyệt thiên khu. Huyệt thiên khu này có một cái hay là ai bị táo bón và day ở đây thì hết táo bón, mà ai bị đi ngoài lỏng và day ở đây thì hết đi ngoài lỏng. Wow. Cách day huyệt thiên khu thì day như thế nào? Huyệt thiên khu thì ta dùng ngón cái này đặt vào vị trí của huyệt, day nhẹ nhẹ từ 5 đến 7 phút. Day như này sẽ giúp cho bạn hết táo bón và cầm đi ngoài lỏng. Hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hồng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.